Ôi bây giờ rảnh rỗi quá không biết làm gì, kéo chị Hoàng vô để phỏng vấn lâu quá rồi. Tại sao chị không có xuất hiện? Hôm nay chị mới tái xuất giang hồ vậy chị Hoàng? Mọi người ơi, tại vì cái bệnh dịch rồi dọn cửa mỗi nơi thành ra, xin lỗi mọi người, tại nóng quá mình quạt quạt chút xíu nha. Nhưng mà có theo dõi Cam Thơ từ đầu đến cuối luôn. Từ lúc nào lên được chút sáng là mở về đi kiếm Cam Thơ. Làm như bị ghiền vậy mọi người. Vậy là chị không còn ở chỗ cũ đúng không? Chị dọn nhà có nghĩa là chị không còn ở chỗ cũ mà chị ở chỗ mới đúng không? Chị ở chỗ mới rồi mọi người. Chị dọn đi đâu vậy? Chị giờ gần vậy đây. Hồi xưa chị ở xa. Đúng rồi, em nhớ chị ở xa. Chị ở xa lắm luôn. Quá chúc mừng chị, vậy là từ đây về sau còn gặp chị dài dài đúng không? Chút xíu nó mua nhà gần kế Cam Thơ nữa kìa. Đúng không? Mà không qualify được. Vậy hả? Tại sao vậy? Không biết nữa, mà khó quá. Khó quá hả? Khó lắm. Rồi bây giờ chị dọn về đâu? Thật sự là bây giờ Hoàng ở Cebuidos. Cebuidos. Cách Cabonsa bao nhiêu phút chị? 25 phút. Ủa vậy là từ lúc trước thì là ở bên kia thì cách tiếng đúng không? Ừ đúng rồi. Xa hơn chút. Tiếng rưỡi luôn. Bây giờ ở gần rồi, gần mất hơn chút. Nhiều nữa đó mọi người. Ôi vậy là chị ở gần là bảo đảm chị đi chơi suốt nè. Tiệc nào cũng thấy chị nè đúng không? Hello Linh Trần, hello chị Khánh. Khánh. Chị Khánh. Hello mami. Hello trời ơi nhiều người lắm. À muối nữa. Trời ơi. Ủa tối nay em muối có xuống vậy ta? À muối nữa. Chè lá tới kìa. Tới đồng bọn của Cam Thơ đó. Là chị rành. Chị sống con dụng cổ đúng không? Và chị theo dõi từ đầu. Cứ mở mắt dậy 2-3 giờ sáng đi kiếm Cam Thơ. Trời ơi. Có bà có lớp chị cho em ngủ mà giờ đó chị còn kiếm em. Tại vì nghe nói là 2-3 giờ sáng em còn lớp video. Mọi người ơi, mọi người có xem đó, mọi người nhớ subscribe và like cho bà Tám Cam Thơ. Cái video cuối cùng mà chị coi của em mới đây nhất là gì? Phỏng vấn Thiên Nga. Và đám người ta siêu xe đó. Với lại mấy người vợ của mấy người đúng rồi, trời hay về cái clip phỏng vấn vợ là cái clip cuối cùng đó, cuối cùng mà em boss hôm nay vừa đi làm đó mọi người. Mọi người có tin không, vừa lái xe vừa làm mở nghe mà nhìn mặt không được, tức quá tới nơi được cái nhìn à. Chủ tiệm kêu vô làm, tôi nói khoan chờ tôi 10 phút nữa. Để coi mặt có được. Để coi mặt cái có mặt. Ơi, là fan cứng á. Vậy mới đúng là fan cứng của Tám. Bây giờ tôi nói mọi người nghe, ai không thích không thương Cam Thơ mà tôi không được mời đám cưới. Tôi ngồi tôi tức. Bởi vì em nói lâu quá em không gặp chị, có biết chị làm sao đâu mà mời, em đâu có dám mời. Nó nhiều lúc ra, mời ngại chết luôn. Tao mình nói chơi thứ nhất là cũng là chắc phải là bạn bè mà biết chứ, cũng có giới hạn. Không, em mà biết chị đi là em mời liền. Mà người thường tôi nghĩ đó mọi người. Nhưng mà bây giờ bắt đầu từ đây về sau có là em mời chị phải đi nha. Chứ đừng nhất quá, là khi em mà chị đi hát nữa kìa. Hồi xưa Cam Thơ đi hát là có mặt quà nha. Đúng rồi. Hồi đi hát là có mặt quà là ủng hộ. Chị này là có thêm một fan cứng ở gần Tám và có cái gì là sẽ ủng hộ. Thì chị Hoàng là ủng hộ hết mình luôn á nha các bạn. Bà Tám sao mình vô đây mình đẹp như bà Tám. Ôi đẹp không? Chưa đâu, em còn nâng sáng lên còn đẹp nữa. Really? Cái này là camera thường nha. Chị nghe nói. Không có áp gì hết nha chị. Chị nghe nói ở nhà có bao nhiêu cái đèn cũng như là một studio. Đúng rồi, tại mình quay cái gì mình cần cái ánh sáng hết á. Ánh sáng quan trọng lắm. Mình nó tối là cái mặt mình nó không trời ơi, Hoàng mê cái bài hát mà Cam Thơ hát mở đầu cho cái bài. Rồi tự nhiên quên tên bài đó. Mở đầu chương trình gì? Mở đầu chương trình của tri ân khán giả 2 năm á. Cái bài đầu tiên á. Cái bài của Mỹ Tâm hát. Đúng rồi, là của Mỹ Tâm hát đó. Trời ơi, mê dễ sợ luôn vậy đó. Cái lát nữa mê cái bài với Bầu Trời Kali. Nhạc của Lê Quang. Nhạc của anh Lê Quang đúng rồi. Đó, những cái bạn thấy ông ngồi đó chưa? Đó, anh Lê Quang phía sau của mọi người. Hồi nãy thấy anh Lê Quang rồi. Nhưng mà không dám mời anh Lê Quang ra. Sợ chân ảnh. Mà cũng không dám hỏi tới cái chân nữa. Cái sợ cái sắp chất hắn sensitive. Nhưng mà đâu có sao, hỏi thoải mái đâu gì đâu. Đó, nói đúng ra bà Tám không có thì giờ. Cam Thơ là có đâu có thì giờ đâu mà coi những cái video người kia. Cũng như thấy phỏng vấn tiếng Nga mình cũng động lòng, tại vì mình cũng thông cảm, mình hiểu được. Mình cũng theo dõi cái chuyện đó. Mình thấy nhiều khi đôi lúc cũng bức xúc, nhưng mà bây giờ sao giờ?
mà thôi, bây giờ Hoàng cứ sắp chụp những bức sensitive quá, Hoàng cũng không dám nói. Nói chung là cầu mong cho tất cả anh chị em, bạn bè trên thế giới, nhất là Việt Nam mình, được qua khỏi cái cơn hoạn nạn này. Tại vì nhiều người bị bệnh quá, mà thật sự tụi bạn Hoàng bên Việt Nam có hai người mất. Hai người mất vì Covid cũng đi làm đó. Vậy là nó được mất đó, nó cũng khổ vậy đó. Nói chung là cầu mong ơn trên, cũng như Đức Mẹ, mà em hay thường là Đức Mẹ cầu xin đó. Đúng là chị lấy em ra là chị cũng vậy. Thì cũng bạn xin vài câu để cho Đức Mẹ phù hộ cho cho đất nước Việt Nam mình được bình an mọi người ơi, cho họ qua được cái cơn hoạn nạn này, cũng như cách cũng như tụi chị ở bên này cách đây năm rồi, người ta nói không có chết, Hoàng thấy chết rất là nhiều luôn, mà cái đó không có chết đó, thành ra mình cũng sợ đó, thì sợ mà tôi thương căng hơn cái là tôi thương cho Isusa bị liệu hả, thằng kỳ lưu đâu rồi, bên kỳ lưu đâu rồi, thằng kỳ lưu đâu cho rồi, cho nó liệu cái coi, cũng một cái club mà chị cũng liệu luôn, chị luôn, cũng liệu luôn hả, tôi nói chị liệu sao, tôi chị dám nói bây giờ có môn hù chị cái cho chị liệu cho chị dám nói, đừng có rớt đồ trên mặt chị thôi mọi người ơi, ngồi ở đây trước Cam Thơ và không biết phải hỏi Cam Thơ điều gì, mà không biết phải hỏi hay là Cam Thơ hỏi chi điều gì mình nhiều quá đi, mà đêm hôm nay là đêm có Tâm Hiệp Thắng, đúng rồi, lần đầu tiên Hoàng mới xuất hiện trở lại, tại vì thật sự lâu lắm rồi, bận công chuyện quá, chạy đầu này chạy đầu kia, có là có ở nhà mấy đứa em nó chơi, ở nhà mấy đứa em chơi cũng thâu hát, thâu ca hát tùm lum hết trơn á, là có, cũng có cũng cùng nhóm cũng khoảng chừng 10 người từ hôm Covid tới bây giờ. Mấy đứa em nó thôi bây giờ đừng có xuống lỡ lây bệnh chứ chết. Chị Hoàng là người xung phong đầu tiên đi xuống, tại mình liều mạng mình bị nhốt gần 2 năm mà, năm mấy bị nhốt mà. Chị cũng lái xe đi đứa Canh Thơ, chị không có ở nhà, chị lái xe chị đi. Dạ. Nhưng mà chị đi đến nhà những đứa em đó thân không à, thân coi là rồi ở nhà chứ không ngoài ra không có đi ra ngoài chỗ khác nữa. Dạ. Tại vì nếu mình đi ra ngoài sợ bị mang cái bệnh đến cho mọi người. Chị quên nói nữa một cái điều nó thấy mẹ có Cam Thơ đó, má Thơ à, Cam Má, Cam Má đó, bây giờ tôi mới quên cái chữ đó, Cam Má ha, lúc nào cũng duyên dáng mà xuất sắc luôn vậy đó, mà Cam Má đẹp dễ sợ luôn đó, mà Cam Má cũng biết vào camera lắm nha, tôi thích nhất là bà Linh Trần đó, bà Linh Trần, bà nói nhiều, coi bắt cười cũng chết vậy đó, chị Khanh nữa, chị Khanh kia rồi nói chuyện nó cười ghê vậy đó, Khanh cũng tiếu lâm mà, mấy người đi hotel ở mấy người set up, lúc đầu hoàng tưởng, bà biết không, tôi tưởng bà lúc đầu là sự thật. Tôi đặt hai bà cái đi theo tôi follow, tôi tính nói hai mẹ nó ngựa sao kia trời, chuyện riêng tư của người ta mà đi follow làm cái gì, ai vậy mấy bà xếp vô camera, mấy bà xếp đắp vô cái hotel, lúc đầu còn tưởng là ủa hai bà này ngựa lên đi theo kia trời, xin lỗi hai người con nói chuyện nó vui cho quen rồi, đúng rồi vui mà tụi em cũng làm vui thôi cho mọi người cười. Ủa Linh Trần tối nay có về không, mai bả về hả, la na vô chút xíu đi, la na ôm con la xuống con được cũng được na, đó la na kìa, đó cũng là một la na xuống bao nhiêu cân rồi, la na cũng xuống được ít nhất là 10 pound 15 pound không, em xuống khoảng gần 20 pound. Oh my god, thấy khác liền hả, gần 20 pound đó. Mọi người ơi, Hoàng cũng cần xuống 25 pound. Thôi mà thấy càng ngày cái ăn cái lên vậy không à. Tối không nay mà mập lên khó xuống. Trời ơi Cam Thơ ơi, tôi nghe cái chuyện Cam Thơ rồi, chứ mà em có một cục gì đâu. Mà Cam Thơ ơi, cái cục nó không có tan. Ơi rầu ghê. Cam Thơ một cục gì tới 6 cục lên Cam Thơ. Mà cái dòng mình ham ăn á, mình thấy cái gì ngon là mình thèm ha chị. Má ơi, có thấy má ăn tùm lum hết trơn. Bánh khọt phải ăn lần 3 đĩa. Không có. Ăn 6 cái à. 6 cái bánh khọt đó hả? Không phải thèm không mà chủ nữa, nhiều khi đã ăn chủ nữa. Đúng rồi, bà Linh Trần á, bà hay dụ em ăn lắm chị cũng thấy hả? Cái bà quỷ, ôi chết mẹ chửi bà. Bà Linh. Chị nói chuyện bả đi. Bà Linh tôi lại bà có dư ăn á, bà mua bà order nhiều á.
bà nhớ kêu tôi lại tôi ăn phụ. Đừng để cầm tơ ăn. Mà tối nay bà kêu bà ăn đi vậy á. Phở hoa xoan á thì đấy là hầu như là mỗi tuần. Đúng rồi. Đó nó nguyên gia đình luôn vậy đó. Phở hoa xoan. Quang ở gần đó đó. Vậy á. 15 phút à. Anh Quang ông phải tham với người ta mà không làm hết hồn. Tưởng anh Quang đang kêu cái gì mình không bị cũng mừng đó anh Quang đó. Nhưng mà đáng lý ra summer này Trâm cho về Việt Nam mà rốt cuộc không có về được. Đáng là tháng 3 là về đó, về hai năm rồi. Thật sự đó là chị, thật sự là chị muốn làm một cái show mà chẳng ở đây nói luôn, mà tại vì bây giờ đi không có được chứ làm nhật tiếng thì nữ á là chị nhắm như Cầm Thơ đó, thành ra chị nói nữ đây nhưng mà chưa có đến đâu hết, thành ra không có hỏi được. Bây giờ Blue á họ không cho làm thứ bảy nữa mà chủ nhật không, mà chủ nhật là khó làm show lắm. Mà bạn bè bây giờ fundraising á thì cũng rất là khó, bây giờ phân đấy cũng hơi sợ nữa. Ủa mà anh Lâm Nhật Tiến với chị là gì? Cũng là bạn bè thôi, bạn lâu năm rồi. Thì nó đúng là một nhóm em Út nó cũng hát được, dạ. Chắc hát được. Thì nữ thì kiếm được một hai người. Thì nói đúng là cái người đầu tiên chị nghĩ suy nghĩ đến là nói bà Linh Trần thác vô kìa rồi. Bà đâu có coi cái này, đâu phải là livestream đâu, cái này là cái video. Không, bà nhắn tin cho em rồi. Đó, bà có linh cảm đó. Bà có thần giao cách cảm đó, bà biết có thần mình giao nói xấu cảm. Bà Linh, tôi đang nói về bà đó, bà Linh. Tôi nói với bà là bà dụ cho bà Cam Tơ ăn chi. Mà bây giờ có một cục. Cục luôn, bây giờ phải đi hút mỡ bụng. Nhưng mà thật sự em có mập. Có cái bụng bự. Thế em mặc cái bộ đồ bữa đám cưới đâu có mập đâu. Đâu có mập. Hên xui. Lúc nhỏ lúc bự. Mọi người ơi, thật sự là Hoàng Bị không phải là hot flash. Mà trước khi đến đây đó, chỗ làm mấy người ta làm bún gạo xào. Mà Hoàng ăn xong rồi không tiêu, không có cái lùng bệnh khó chịu dễ sợ này. À đang nó bị chị vô chị uống một cái nước gì có ga đó. Đó chắc ly bia. Đúng rồi. Ly bia rồi. Xin cha bia tu đi. Chắc bị tu thì tu uống hết rồi, tu chừng hết hai hớp thôi chứ tu cũng không có. Có nhiều một cái fan mến chuộng Cam Thơ lắm luôn. Nhưng mà tối nay không biết cái nhóm Sanigo có lên kịp không. Thì cái nhóm Sanigo hai là Lưu Việt Hùng vào đấy. Ôi Lưu Việt Hùng. Rồi nhiều người lắm mọi người. Tối nay nhiều người ca sĩ và nhiều người tài tử và doanh nhân. Bữa nay Lưu Việt Hùng đẹp quá vậy ta. Lúc nào Lưu Việt Hùng là ông đẹp. Đó có cầm hoa nè, hoa để tặng đi Tân Y Khánh. Rồi chị có dự định trong tương lai có cái gì vui không? Chị có thật... cái show đúng không? Tính là cái show nhưng mà chưa biết show, là chừng nào. Có thể làm chỗ khác rồi. Cái show đó là dự định là có bà Tám đúng không? Có bà Tám đó. Trời ơi. Cái lúc đó cho mình deal xong này rồi, nên nói cho nó trước nó không có. Rồi mà Cam Thơ nhớ nha. Dạ. Còn gì đến đâu là nhắc tới bà Tám đến đó để cho mấy cái người ta open show á, để nó kêu bà Tám. Tại vì là bạn biết cũng nhiều vòng show. Dạ. Biết nhiều từ bên Oklahoma, Philly, New York, Las Vegas, Las Vegas bên này có show nhiều, bắt đầu trả lại đó. Dạ. Thì bạn nói giờ mấy người cần, tôi nói với mấy người những cái tên tuổi này, thì hôm bữa Seattle cũng gọi Hoàng, nhưng mà tại vì Seattle Hoàng không có điều được. Yeah. Nếu mà được thì mình đi thẳng số điện thoại của Cam Thơ thì họ đi ra ngoài ăn đi. Nhưng mà nói chung là bây giờ mình vào đây không có nói về show. Mà mình nói là chị em của mình lâu ngày không gặp lại. Đúng rồi. Lâu ngày không gặp lại. Nếu mà có event lớn đó, thì Vân cũng hơi tiếc rằng nếu mà tại Vân không biết. Nếu mà biết Vân cũng chung vui, đến chung vui với Cam Thơ. Đúng rồi. Nguyên chúc mừng bà Tám với lại anh Lê Quang. Đám cưới mà chồng cũ. Bà nói nha. Đám cưới mà lấy chồng cũ. Đám cưới mà lấy chồng cũ. Rồi bà nói mà tôi ngất vậy đó. Công nhận á, chị cũng vui tánh cho nên nghe em nói á, chị mắc cười lắm. Mình cảm liền. Cái cảm giác, cái cảm xúc đó mình nhận được liền à. Bà nói đám cưới lấy chồng nhưng mà lấy chồng cũ. Thôi.
tôi còn rủ mọi người trong trong hàng ở trong tiệm coi. Ê, tôi kêu mở cam tơ coi. Còn subscribe chưa? Nó đi tôi khùng. Ủa, nhiều khán giả nói với em lắm bộ. Nói là coi hả, nhiều nhiều người nói giống nhau lắm, chứ không phải mình chị đâu. Nhiều người nói hả, tối coi coi hả, cười mình. Nhà cũng thì khùng. Tôi ấy. Làm gì tôi cười mình. Nhiều người qua con gõ cửa. Ủa, bà cười ai vậy? Tôi nói cam tơ. Ai 3 giờ sáng cũng được, mở kiếm trăm tờ. Trời ơi, cảm ơn chị Hoàng nhiều nha. Anyway, từ đây về sau à, em có cái gì làm hú chị nha. Rồi, anyway, trăm tờ. Có gì chị rủ so hát thì chị hôm nay đọc cũng như là hơn hơn 3 năm chị em mới gặp lại. Dạ đúng rồi. Chị dạ. Hoàng thì lên lên chút chút vậy đó. Chút chút còn là ba gan đó mọi người. Rồi chúc Công Thơ tối nay có một buổi tiệc vui vẻ. Dạ, tối chị, nay chị Hoàng cũng chuẩn bị livestream cho Tân Nghị Khánh. Dạ. Ừ. Đó okay. Mình đến ủng hộ đứa em. Luôn chúc Tân Nghị Khánh may mắn và thành công trên mọi mặt. Tân Nghị Khánh Hoàng có gặp tại Hoàng ghé mà tiệm. Dạ. Lúc nào Hoàng cũng ghé tiệm thì nếu có ghé ra thì ghé thăm mấy đứa em. Rồi luôn chúc Cam Thơ tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm yêu thương của mẹ và của gia đình, của tất cả bạn bè trên thế giới và tất cả những người fan của Cam Thơ luôn nha mọi người. Mọi người nếu mà những người nào mới mà chưa có subscribe, nhớ vào subscribe và like cho bà Tám Cam Thơ. Nó worth it cho mọi người. Nó đáng đó, ý còn nói tiếng Việt là nó đáng đó. Tại vì nhiều khi mình vào mình coi mình còn mình cười. Cười á nó cũng khó kiếm lắm, nhưng mà mọi người nếu kiếm được cái mình cho mình với nụ cười thì mình cảm thấy nó vui vẻ và hạnh phúc. Cái đó là niềm vui của chị Hoàng. Dạ, và cảm xin cảm ơn mọi người, cảm ơn rất là nhiều. Rồi bye. Cảm ơn Công Thơ. Rồi rồi rồi, đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.